Đến với phần 8 thì mình sẽ hướng dẫn các bạn về cài đặt cổng thanh toán này. Thì phổ biến hiện nay thì ở Việt Nam mình sẽ xài là hai thằng này là PayPal Express và thằng hai checkout này. Thì các bạn sẽ phải có tài khoản PayPal này, tài khoản hai checkout nhé. Thì cái thằng PayPal này thì bắt buộc là cái tài khoản khi mà các bạn kết nối với cái thằng Shopify ấy, thì nó phải là tài khoản business nhé, các bạn tạo tài khoản PayPal business nhé. Còn nếu bạn nào đã có tài khoản rồi ấy, thì các bạn phải update lên business nhé. Thì cái thằng hai checkout này thì tạo tài khoản thì đều trên web đều có cách hướng dẫn tạo tài khoản rồi, thì các bạn sẽ vào cái web update này trên Shopify vn này .com này để xem bài viết hướng dẫn cách cách tạo tài khoản nhé, kết nối nhé. Thì cái thằng hai chiếc ao này thì nó sẽ rút tiền bằng cách là sẽ thông qua thằng Payoneer. Thì các bạn đăng ký luôn cả tài khoản Payoneer nữa để có thể rút tiền được. Ok, thì các bạn bây giờ mình sẽ hướng dẫn cách thiết lập thanh toán nhé trong cái Shopify này. Ok, thì các bạn sẽ vào cái bảng quản trị admin Shopify nhé. Các bạn vào cái mục setting này. Đấy, các bạn vào mục payment này. Thanh toán đấy. Đây, các bạn ở đây nó sẽ chấp nhận những cái cổng thanh toán này. PayPal này. Đây các bạn này. Đối với cái thằng PayPal này nó sẽ hỗ trợ cho các bạn này là arrival in Việt Nam này, chỉ có PayPal checkout này, PayPal Express checkout nhé. Còn những cái thằng này là dành cho những ví dụ như PayPal Payment Pro này, là dành cho bên Mỹ này, người ở bên Mỹ nhé, quốc tịch Mỹ này, bên Canada này, bên Anh này, UK này. Đấy. Một cái nữa này, nó sẽ accept credit card này. Đấy. Việt Nam thì gồm có hai chiếc ao này, MO Play, MLE, Pay này, Mastercard Payment này. Đấy. Thì đây thì lúc nãy mình khuyên các bạn thì nên dùng thằng PayPal và thằng hai treo thôi đây nhé. Đấy. Thì các bạn có tài khoản khi mà tạo xong ấy, thì các bạn nhập tài khoản của mình vào đây. Đấy. Sau đây là active. Đấy, ở đây thì mình sẽ dùng cái phương thức là PayPal Express Checkout nhé. Thì mình sẽ kết nối với cái tài khoản PayPal của mình. Đó. PayPal Express Checkout thì đây. Thông tin. Đây các bạn kết quả active nhé. Đấy. Thông tin của của mình rồi. Ok. Như vậy là mình đã đây. Set full này. Các bạn lưu ý giúp mình nhé, là bắt buộc là cái thằng này là cái tài khoản PayPal của mình ấy. Nếu mà các bạn tạo mới ấy, thì các bạn nên tạo tài khoản là PayPal Business nhé. Còn nếu mà các bạn đang là tài khoản personal ấy, tài khoản cá nhân thì các bạn update đi nhé. Vậy là xong nhé. Ok, đây, using PayPal 2 ok. Okay, như vậy là mình đã hướng dẫn cho các bạn cách cài đặt cổng thanh toán này thì đây là một đây là cái video đầu tiên mình làm để hướng dẫn dành cho người mới bắt đầu tìm hiểu về Shopify. Đấy. Thì các bạn khi mà xem cái video này thì các bạn nhớ like, share, comment
Nếu mà thấy cái video này nó hữu ích nhé, thì trong cái vài video tới thì mình sẽ hướng dẫn nâng cao về các tối ưu trang này, cài đặt các cái app free cũng như là tính phí cần thiết cho cái store của mình. Thì các bạn nhớ 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 đầu tiên này, nhớ vào group này, vào đấy, group này, fanpage này đấy, và vào web này, đọc những cái bài viết mới nhất của mình nhé, để cập nhật cái video những thông tin mới nhất nhé, vào group nhé. Group của mình là kiếm tiền với Shopify này, đấy, fanpage đây, Shopify Affiliate VN này, đấy, còn web đây, Affiliate Shopify VN.com nhé. Ok, thì mình xin phép tạm dừng video tại đây và hẹn hẹn gặp lại các bạn trong cái loạt video mới nhé. Ok, chào tạm biệt, chúc các bạn sức khỏe.